Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hậu ly hôn, Trương Quỳnh Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, chồng cũ lại hốc hát bất ngờ. Những hình ảnh mới nhất được cập nhật trên trang cá nhân của cả Trương Quỳnh Anh và Tim đều cho thấy sự đối lập không hề nhỏ. Trong khi nàng thì ngày càng phơi phới thanh xuân, chàng lại gây thất vọng vì diện mạo hốc hát từng một thời là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Việt. Thông tin Trương Quỳnh Anh và Tim ly hôn vào cuối năm 2018 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Sau đổ vợ hôn nhân, cả hai cũng trở thành cái tên được cộng đồng mạng tích cực soi mọi cử chỉ. Mới đây trên trang cá nhân của Tim đã đăng tải những hình ảnh cập nhật khoảnh khắc hậu trường trong bộ phim anh đang tham gia. Trong hình, người hâm mộ nhanh chóng nhận thấy rằng nam diễn viên đang ngày càng đánh mất vẻ đẹp xoáy ca, lãng tử trước đây của mình vì sụp cân quá đà. Mặc dù Tim từng lên tiếng rằng việc giảm cân này để phục vụ cho vai diễn, song gương mặt hốc hác mệt mỏi của nam diễn viên khiến nhiều người không khỏi lo lắng và nghĩ thầm nguyên nhân có lẽ do biến cố ly hôn thời gian trước cùng Trương Bình Anh và cả tin đồn tình ái gần đây. Gương mặt gầy sọp và thiếu sức sống của Tim ngay lập tức trở thành đề tài gây xôn xao dư luận. Nếu như trước kia chồng cũ Trương Quỳnh Anh từng đốn tim ba cô nàng vì quẹ ngài điện trai lãng tử, thì nay gương mặt xuống sắc và lộ rõ tuổi tác khiến không ít người thất vọng. Cách đây không lâu, tim cũng từng gây bất ngờ khi chia sẻ rằng mình đã giảm đến 15kg để phục vụ cho vai diễn. Tuy nhiên, vì việc giảm cân đột ngột này mà nam diễn viên cũng đánh mất đi vẻ phong độ thân thấy. Hai gò má hốc hát và xanh sao trong thấy của tim làm cho người hâm mộ phần nào không khỏi thắc mắc. Có lẽ sau ly hôn, anh chàng đã và đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn đến thiếu sức sống như vậy. Thậm chí trong những hình ảnh đã qua chỉnh sửa, vẻ ngoài của tim cũng không khỏi khiến người hâm mộ càng khẳng định chắc nịch lập luận của mình. Đối lập với tim, Trương Quỳnh Anh sau ly hôn lại càng mặn mà quyến rũ. Nếu như trước đây bà mẹ một con thường gắn liền với hình tượng công chúa ngọt ngào, thì vài tháng nay cô này chuyển sang hẳn phong cách sexy và gợi cảm. Xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, đội ca sĩ họ Trương cũng đều làm say lòng người nhìn bằng nhan sắc xinh đẹp trẻ trung bất ngờ. Mỹ nhân sinh năm 1989 cũng ăn diện táo bạo hơn trước để phô diện lợi thế hình thể đẹp, mòn con mắt của gái một con. Không thể phủ nhận, dù đã ở độ tuổi ngoài 30 và trải qua một lần sinh nở, Trương Quỳnh Anh vẫn đốn tim người hâm mộ bằng vẻ ngoài trẻ trung đầy sức sống có vẻ như sau cú sốc ly hôn bà mẹ một con đã vượt qua và ngày càng thêm chín chắn chính điều này đã tạo dựng cho cô một phong cách tự tin mặn mà có ai bì ở những khoảnh khắc đời thường bà mẹ một con khiến nhiều người hết mực ghen tị vì làn da trắng mịn không tì vết dù chỉ trang điểm xương xương nhưng trương quỳnh anh cũng làm bật lên đường nét gương mặt sát xảo hút mắt của mình làn da trắng mịn không tì vết của cô khiến nhiều người xích xa có thể thấy sau đợt vợ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh đã có bước đột phá về ngoại hình hơn so với chồng cũ của mình. Tất cả bởi vì mỹ nhân 8X ngày càng tự tin hơn với hình ảnh ba mẹ, một con độc thân xinh đẹp. Bên cạnh công việc chính là việc nuôi dạy con cái, phần lớn thời gian còn lại Trương Quỳnh Anh đều dùng để tập luyện thể thao, lấy lại nhan sắc thời thanh xuân. Chính Trương Quỳnh Anh cũng góp phần chứng minh một chân lý mà các chị em thường khéo nhau, phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo